dài mấy mùa rồi đó. Và được vài mùa nó là chậm cũ rồi đó. Bạn này hơi nhỏ nha. Bạn này ráng lớn lên chứ bằng bạn bằng bè nhá. Đó, con làm xong cái rào rồi đó. Làm xong cái rào cho cậu lên để leo rồi. Đây, hôm nay cắm rào cho mấy đứa là mấy đứa lớn nhanh nha. Leo lên đi. Quả này chưa gì đã già mất tiêu rồi. Để ta hái ta lấy hạt nhé. Bà Dung ơi, có trái mận cầu chín rồi cho cháu xin nha. Không thấy bà Dung trả lời, im lặng là đồng ý rồi, hái luôn. Mận cầu chín cay luôn, giòn mềm xèo luôn. Mận cầu chín cay ngọt ghê luôn. Thầy môn hôm nay lớn chưa nè. Áo nó cũng thầy môn vậy đâu căng. Một củ to, hai củ. Wow, củ này nhiều củ con quá. Hôm nay ổi chín rụng quá trời luôn. Bữa thì không có ăn, bữa thì rụng hết. Cái này mà ép nước uống cũng được á. Ừ, mình không ăn bã thì ép nước. Ngon. Mẹ trắng. Rồi, mẹ ăn chứ con đi rửa rau. Đi rửa bóng trắng. Thank you.
Mẹ ơi, răng cơm thôi. Mẹ ăn cơm. Mẹ ăn thử cái này đi. Cảm thấy chân ớt ăn ngon lắm. Con đố mẹ này là món gì? Không biết à? Phải thử đã thì mới biết được. Thịt cuộn này. Biết rồi, thịt cuộn đúng không? Hôm nay là trời gió mát rồi nhỉ? Trời nóng. Sắp rồi xong một khu rồi. Lúa chuẩn bị làm đồng với mình nha. Ăn không bị à? Ăn bớt cơm đi mà sao mà chan canh cho ăn ngon. Khoai ngon. Canh khoai nói với tôm khô là hết sảy nè. Nghĩa là chuẩn bị vào thu rồi. Bắt đầu trong vườn trồng được nhiều rau rồi đó. Hết ngày dài rồi đêm thâu. Lúa lại lớn nhanh. Là hết mùa, chuẩn bị trồng khoai tây. Mùa mình trồng khoai tây. 12 tháng rồi chứ mấy. Nó đã đậu những cáo rồi.